Ê, có cái chép kìa. Có cái chép đúng không? Có còn cái chép. Có bạn à. Có bạn à. Chính lợi gì không? Chính đâu? Ồ, vô cặp cá chép bạn ơi. Quá đã luôn. Ồ, vô cặp cá chép rồi. Ơi, ba à. Con luôn. Ồ. Vô lên đây. Ôi ôi. Ba con cá chép. Quá đã luôn bạn ơi. Đóng cá chép luôn bạn ơi. Sướng luôn bạn ơi. Cá chơi chết luôn. Quá đã luôn bạn ơi. Chép bạn ơi. Ồ, cá chép luôn bạn ơi. Vô đồng vô đồng. Mấy cá chép này bữa thả nhỏ nhỏ bên đây bự chân nè bạn. Nuôi. Ồ. Lan ơi. Cá chép này nãy trọng trọng quá. Ừ. Ba con đều gan à. Bữa nay thắt khẩu anh ơi. Cá chép. Bữa nay cho cá nhỏ không có mấy con. Trời, thôi giờ. Bự gan đó kìa, mới gọi là bự. Ừ, đẹp trời luôn á. Đẹp quá đẹp luôn, vừa luôn. Ngay chỗ lõm là lõm lục bình đó, ngay chỗ lõm mà hàng rào đó, ngay chỗ cái hàng rào người ta chặn đó. Thôi bậy. Bỏ đi đúng rồi. Mình nghèo mẹ giải trại kiếm ăn à. Kiếm ăn. Ở ngoài không chơi đó. Rồi cá quá cá rồi. Cá quá. Ủa? Cá rồi đó, cá. Ủa? Gì bự đó. Có cá quặng bự đó. Mới thấy cá gì quặng nó bự lắm mà. Cây. Cây à? Rồi được mấy con em nhỏ nhỏ gì đó bạn. Đó. Cá này nãy mình thả chứ đâu. Chứ gì nữa. Đâu biết luôn cả. Biết luôn phải không? Hay vậy. Động cái ghe vô. Nhìn cá qua kia kìa. Kìa, cá liệm qua bánh nè. Chạy được mấy con bạn ơi. Nhóc chân nè. Đó, nguyên bầy luôn bạn ơi. Quá đã mà nhỏ nhỏ không à. Nguyên bầy tí bạn ơi. Có bắt con đó được đó không? Ừ, con đó, con nhỏ nhỏ. Hai con nè. Này là vừa chân giòn với cho sống đây. Quá cá bạn ơi. Trọng trọng bắt hết. Nguyên bầy cá rô phi mini. Mini. Nguyên bầy cá rô phi mấy tuổi gì? 2 tuổi, tuổi rưỡi gì? Rồi bắt thả hết mấy em nó đi câu ơi. Mày bắt hết.
chấm chấm bắt được rồi. Bắt được không? Này nè. Này chặt ngang đầu bằng khô. Ừ. Hay quá rau ơi. Quá rau ơi. Nó hay nhất trong ngày luôn. Hai cái uống ngon. Nguyên đúng luôn ạ. Đóng cá luôn bạn ơi. Đẹp ta. Quá đẹp, chút xíu nữa lọt xong luôn. Đẹp ta. Chút xíu nữa lọt xong luôn. Đẹp chứ. Ta khen như còn chê. Chút nữa lọt xong. Bùng luôn cả. Ê, có cá chép, cá chép, cá chép. Chép bạn ơi. Cá chép bự luôn. Chép bự bạn ơi. Cá chép bên này nữa nè. Đâu? Chép bự luôn rồi. Đâu? Vô bạn ơi. Vô vô rồi, vô rồi. Ôi ui, hai cá chép luôn bạn ơi. Hai cá chép hai bên luôn bạn ơi. Hai chép hai bên luôn. Được cặp cá chép rồi. Con cặp cá chép. Con cặp cá chép rồi. Được cặp cá chép. Quá đã luôn. Chú nuôi không cho chú nè. Về sợ nó chết. Đâu có bọc kìa. Có bọc chú. Đựng nước luôn. Được cặp cá chép bạn. Lấy bọc. Vô mở cái xe lấy cái bọc ra. Chơi chơi chơi. Ừ, cặp cá chép. Có bọc, có bọc. Có bọc mà. Ngày chú sao? Ở Phú Mỹ. Phú Mỹ đây gần mà sao cái bọc hôm để cả ngày nó cũng có chết đâu. Phổi oxy phải không? Ờ. Để bọc là để bọc ấy là nó đâu chết. Bọc nhỏ xíu ba. Bọc mày bọc nước bự mà. Cái bọc ở trong xe. Trong cốp xe anh á. Xe anh chịu quá. Chịu phá rồi bự kìa. Ủa hay cưng. Đúng cặp luôn. Đúng cặp luôn đó. Đúng cặp cá chép luôn. Ừ, dạ đúng một cặp luôn. Cặp này có hồ nuôi là đã luôn đó. Lấy một bọc thôi được rồi. Chú gặp cặp cá chép chú phái quá. Có bọc sẵn luôn bạn ơi, cho chú cặp cá chép này đem về nuôi, tặng tặng chú cặp cá chép này về nuôi luôn bạn. Trời ơi tội xuống như nó lấy nước ở giữa rồi. Được rồi, nó hai con giữ rồi, nước giữ rồi, bỏ bớt đi. Quá đã luôn, cặp cá chép này đã luôn bạn. Lên đúng một cặp luôn đó. Bắt hai con lên cầm cái này. Bằng nhau luôn ha. Dạ. Bắt hai con lên cầm. Cầm lên lên về phía đi. Oh. Cặp đẹp luôn, vừa lứa luôn. Đây, cặp cá chép. Hôm được con cá coi á chứ. Rồi. Cá coi á nó cuộn lỡ chú chụp cuộn lỡ có oxy chút. Tặng chú bọc cá chép, cặp cá chép đi luôn mà. Rồi. Còn còn mấy, còn mấy cái ưu phi nhỏ kìa. Ông tháo ra bỏ đi. Con đó bắt được đó. Rồi. Ừ. Vô đó giải một chài thôi, khỏi nói. Không vô đó đừng tức kìa. Chạy vô tôi rồi xuống nhá. Vô được, cho người ta chữ. Vô vô đường bên kia. Đường bên kia cái chị gạo nó ấy. Quá đông luôn. Giác này quá khán giả luôn. Nổi tiếng rồi. Nổi tiếng rồi. Nổi tiếng sao? Chà, tầng này chắc tầng sau nhiều người dữ. Tập hợp đông lắm. Tập hợp đông. Khó luôn á. Vô đây thua rồi. Ôi. Điểm mới các bạn ơi. Điểm mới luôn bạn ơi. Quá đẹp luôn. Điểm mới. Điểm mới. Đây quay có mấy trái dừa luôn. Điểm mới đẹp luôn bạn ơi. Rau khỏe vàng luôn. Hôm nào dẫn con Mino mà vô cái quán này ngon. Quán tâm tâm đó Ngọc. Mình đâu có quán tâm tâm đó. Dẫn bộ mày vô. Dẫn vô chi cha.
dẫn vô hay hay dẫn đi chơi là phải mò mút nữa rồi. Mò mút ghê không, vô vẫn còn ta đi làm chuyện ác hay gì mà sợ thấy. Uống nước thôi chứ anh đâu có kêu chú làm gì đâu, thấy ngại chết, làm gì đâu ngại con. Có con cá rô phi, hai con cá rô phi, hai con phải không bên kia, hai con bành cây luôn bạn ơi. Quá im, quá thơm, con cửa luôn, thằng Vũ luôn cho bắt cá, tôi giờ vẫn ngán lắm rồi, đổi tay bắt cá rồi. Vô nó không rửa cái chạy cá chép nữa kìa, được em cá chép nữa bạn, đúng rồi, đây là cá chép 1 tuổi thả về với mẹ đi, kêu mẹ rồi đợi đi, tao tao dẫn về nhà hết. Hai em, hai em tôi gặp nó đông rồi, đâm được hả hai em? Không rửa chạy con cá đang bùi không, con cá rô phi khác ăn cá ở ngoài sông ha, kìa con cá rô phi nhỏ nữa kìa, gì nó khác cá ngoài sông không nổi cá thì cá này có cá sông. Này ở đâu tại vì rải sình quá mày em đi rỡ nó. Bây giờ ngừng lại phải nói gì vậy? Nói có cá không, cá là tao luôn. Bà đọc tiếng Thái à? Bà đọc tiếng Việt. Hỏi có cá không? Quả em. Xin chào cả nhà nha. Chào tất cả các bạn nha. Này điểm mới các bạn ơi. Đâm đâm gì không? Rồi dính nhanh cày kìa, dính nhanh cày gai kìa. Gỡ ra luôn đi. Có cá đó, cá nhảy đó, cá vô bọc rồi đó. Dở lên nguyên một chài cá luôn. Đó. Cá quận đó. Mối gì hả? Có không? Em mối có. Gì hả? Mối gì mua đó. Cá phi nè. Được con cá phi. Đi đường ở bên kia ngon không Khang? Đường bên kia có đường đâu đi ra? Vậy? Đi đường nào? Chỗ này cây cầu chạy thẳng vô luôn á. Đâu được. Được em cá phi các bạn ơi. Không ra được. Em mới chạy lòng được. Chúng bắt cá hả cậu? Ồ, tầng. Mới vậy sao không chạy ra nữa nè. Chồng mấy em chạy. Lấy mẹ mua 2.000 đá. Bỏ vô đây miếng nè. Trời ơi. Dạ lộn đường có ra được. Em bạn ơi. Nè câu. Ra được đầu không? Được. Bên đó im đúng không? Bên đó thì bên đó bướm không? Chút đi. Đi đây dọc ra đó chứ.